Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series cùng học về bất đồng bộ trong JavaScript. Thì ở bài trước, chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề bất đồng bộ bằng cách sử dụng hàm gọi lại, hay còn gọi là callback function. Tuy nhiên chúng ta có một vấn đề, đấy là khi mà có quá nhiều hàm gọi lại và các cái thao tác nó phụ thuộc vào nhau, các cái hành động nó phụ thuộc lần lượt lẫn nhau, hành động 1 phụ thuộc hành động 2, hành động 2 lại phụ thuộc hành động 3. Nó khiến cho việc viết nhiều hàm gọi lại nó rất là vất vả, rất là khó khăn. Và để mà giải quyết vấn đề này thì chúng ta có một cái mới ở trong JavaScript phiên bản ES6, đó chính là promise, hay còn gọi dịch nôm là lời hứa. Thì để sử dụng promise thì là chúng ta sẽ bắt đầu ngay bằng việc là tạo một file mới là promise.js. Thì ở trong file promise.js này, chúng ta sẽ viết lại toàn bộ những cái thứ ở phía bên này, nhưng mà sử dụng promise, và đến cuối thì các bạn sẽ thấy rằng là sử dụng promise nó làm cho cái mã của bạn đẹp hơn rất là nhiều và dễ hiểu hơn cực kỳ là nhiều, được chưa? Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ lại làm như cũ đi. Đây mình sẽ viết là xin số điện thoại, được chưa? Const xin số điện thoại, nó sẽ là một cái hàm không lấy vào thứ gì cả, không lấy vào tham số gì cả. Đầu tiên chúng ta sẽ console.log gọi điện cho thằng bạn cho tao xin số thằng nam, như vậy đi. Không, tiếp tục console.log đang tìm được chẳng hạn, được chưa? Rất là nhanh vậy thôi. Tiếp theo chúng ta có một cái mới gọi là promise. Thì để tạo ra một cái promise nó như thế nào, đây chúng ta sẽ khai báo là constant thao tác tìm kiếm, nó sẽ là new promise. Thì trước khi mình viết tiếp cái đoạn sau, mình vẫn nói sơ qua về cái promise nó là gì. Promise là một dạng giống như là dịch nôm ra nó là lời hứa. Thì là khi bạn hứa thì có thể bạn làm được và cũng có thể bạn không làm được, đúng chưa? Thì trong tình huống này có thể thằng bạn của bạn nó có số của thằng nam, hoặc là thằng bạn của bạn không có số của thằng nam. Thế thì lời hứa này là một cái tương tự như vậy. Thế thì bạn không thể biết rằng là thằng bạn của bạn có số của thằng nam hay không, và bạn chỉ có thể biết sau khoảng thời gian là một giây nữa đi chẳng hạn. Giống như lúc nãy là chúng ta có cái hàm set timeout đấy, thì ở đây nó cũng tương tự như vậy. Sau một giây nữa thì các bạn mới biết rằng là cái lời hứa, cái thao tác tìm kiếm này của thằng bạn của bạn nó thành công hay không, được chưa? Thì cú pháp để tạo ra một cái lời hứa mới, đấy là new promise. Xong rồi ở đây nó sẽ lấy vào một cái hàm. Đây, hàm viết như này, đúng chưa? Ok. Đấy, thì cái hàm này nó sẽ nhận vào, chỗ này phải bắt buộc phải là resolve và reject nha, được chưa? Tại vì đây là cú pháp mà của JavaScript, chúng ta không thể thay đổi hai cái biến đầu vào này được, hai cái parameter tham số đầu vào này được, được chưa? Thì hàm này như thế nào, cái lời hứa này sẽ như thế nào, đó sẽ là chúng ta sẽ ghi là let đã tìm thấy đi. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ set timeout giống như lúc nãy. Đây là, ví dụ như là thời gian sẽ mất khoảng 1 giây chẳng hạn, để mà tao biết xem là liệu tao có thằng số của thằng nam trong máy của tao hay không. Đây, 1 giây. Set timeout thì coi như là sau 1 giây chúng ta tìm thấy số của thằng nam, nó set là đã tìm thấy sẽ bằng true, đúng chưa? Sau đó chúng ta ghi là if đã tìm thấy, tức là đã thành công ấy, thì chúng ta sẽ ghi là số điện thoại bằng 123456 console.log đây rồi, số của nó là ví dụ như vậy, số điện thoại. Đây là cách viết của ES6 nhé, viết dấu huyền này này. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi là resolve số điện thoại. Được chưa? Thì mình cứ coi như mình cứ viết nốt đã nha. Else chúng ta sẽ ghi là reject lỗi, tao không có số thằng nam. Được chưa?
Thế thì mình xin nhắc lại cái đoạn này. Thế nào gọi là promise? Promise là một lời hứa mà chúng ta không biết rằng là cái lời hứa này nó đại diện cho một hành động, một thao tác. Ở đây chúng ta đặt nó là thao tác tìm kiếm đi. Và chúng ta không biết rằng là lời hứa này cũng như là thao tác này nó thành công hay nó thất bại. Thấy chưa? Và chúng ta chỉ biết nó sau một cái khoảng thời gian nào đấy nhất định. Và sau, và chúng ta sẽ đợi cái lời hứa này quay trở lại đấy. Giống như lúc nãy là chúng ta có cái hàm gọi lại. Thì khi nào cái lời hứa này nó giải quyết xong, tức là nó hoàn toàn có thể là thất bại, nó cũng hoàn toàn có thể là thành công. Thì kể cả nó thất bại hay thành công thì nó cũng sẽ thực hiện một cái thao tác nào đấy, giống như là lúc nãy chúng ta có cái hàm gọi lại. Thấy chưa? Thì lời hứa ở trong này, trong cái trường hợp cụ thể của chúng ta đấy là chúng ta sẽ phải tìm số điện thoại của thằng Nam. Thì đầu tiên chúng ta đặt một cái hàm là đặt một cái biến là đã tìm thấy, thấy chưa? Thì là cái lời hứa này nó sẽ thực hiện toàn bộ này, new promise này đây. Nó sẽ thực hiện toàn bộ những cái mã, đoạn mã ở trong này, thấy chưa? Rồi thì khi mà chúng ta viết như thế này thì nó sẽ thực hiện đầu tiên là đã tìm thấy, là một cái biến là đã tìm thấy. Tiếp sau đấy là nó sẽ chạy cái hàm set timeout, tức là sau một giây thì nó sẽ thông báo cho mình kết quả là có tìm thấy hay không. Thì coi như bây giờ tạm thời chúng ta coi như đã tìm thấy nhé, thì ta sẽ sau một giây chúng ta sẽ set là đã tìm thấy là true, là đúng. Và nếu mà đã tìm thấy thì chúng ta sẽ báo cáo lại rằng là lời hứa này đã được hoàn thành, nhiệm vụ này đã được hoàn thành, là resolve. Chúng ta phải ghi là resolve ở đây. Đây là resolve, đây là resolve, hai cái này là bắt buộc phải như thế nhé. Và chúng ta đưa một cái tham số vào trong cái lệnh resolve này. Đấy là cái data mà chúng ta muốn, cái dữ liệu mà chúng ta muốn trả lại cho cái lời hứa này. Thì dữ liệu đây, đấy là đây, rõ ràng nó là cái số điện thoại, thấy chưa? Chúng ta ghi là resolve, mở ngoặc, số điện thoại, đóng ngoặc. Nếu mà không tìm thấy số điện thoại thì coi như giả sử đây là false. Thấy chưa? Mình cứ để lại true. Nhưng mà nếu mà không tìm thấy, tức là đã tìm thấy là false ấy, thì chúng ta sẽ chạy cái lệnh này là reject. Đây, reject ở đây, reject ở đây. Và chúng ta pass in, tức là chúng ta đưa cái tham số là cái lỗi mà chúng ta muốn trả lại. Đấy chưa? Là ở đây mình chỉ trả lại cái lỗi đấy là tao không có số thằng Nam thôi. Đấy chưa? Đấy, thì đây là cái lời hứa như vậy. Thế thì kết thúc của cái hàm xin số điện thoại này, thì thay vì chúng ta làm các cái thao tác như là sử dụng hàm gọi lại như lừa lúc nãy, thì chúng ta sẽ chỉ trả lại cái lời hứa đấy thôi. Thao tác tìm kiếm. Đấy chưa? Tại vì thao tác tìm kiếm chính là cái lời hứa mới này mà. Đấy chưa? Bây giờ, thế làm thế nào mà để thực hiện toàn bộ thao tác này? Thì rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chạy cái hàm xin số điện thoại này. Xin số điện thoại, chạy cái hàm trên này. Đấy chưa? Đấy, ok. Xong sau đấy, chúng ta sẽ xuống dòng. Chúng ta chấm then. Cái chấm then này nó tương tự với cả cái chỗ này, nó tương tự với việc rằng là lời hứa này thành công, lời hứa này đã được thực hiện, thao tác tìm kiếm này đã hoàn thành, thao tác tìm kiếm này đã thành công, được chưa? Thì cái then này mở ngoặc nó sẽ trả lại cho chúng ta cái giá trị mà nó đã resolve, tức là đã thành công. Thì các bạn thấy đây là nó ghi là resolve, thì resolve số điện thoại ở đây, thì là cái then này, cái đầu tiên của chúng ta, cái tham số đầu tiên của chúng ta nó sẽ nhận được, đó chính là cái số điện thoại đấy. Thấy chưa? Và chúng ta sẽ thích làm gì là đây thì làm thôi. Ok. Thì chúng ta có thể đơn giản nữa, chúng ta console.log. Như lúc nãy in ra màn hình đã xin được số thằng Nam. Xong rồi chúng ta in cái số đấy ra màn hình. Thấy chưa? Đấy, thì đây là lời hứa. Còn nếu mà cái lời hứa này nó thất bại thì chúng ta sẽ, thì tức là nó sẽ đi đến cái đoạn này đấy, reject. Được chưa? Thành công là đi vào resolve và trả lại cái số điện thoại. Và thất bại nó sẽ là reject và trả lại một cái lỗi gì đấy, tùy các bạn thích trả lại cái gì thì trả lại. Thì chúng ta sẽ phải ở chấm catch. Xong rồi, ở đây nó sẽ là lỗi. Được chưa? Các bạn đương nhiên là khi mà các bạn làm việc chuyển cho các nước ngoài chẳng hạn, các bạn ghi đây con là catch error, nhưng mà để dạy cho các bạn thì chúng ta cứ tạm thời ghi là lỗi thì các bạn thích gọi là gì chẳng được, nhưng mà đương nhiên là gọi error thì nó là cái convention, nó là cái truyền thống. Các bạn console.log lỗi thôi.
Thấy chưa? Như vậy, xin số điện thoại trong cái chấm then, chấm catch, và xin số điện thoại này nó phải trả, phải là một cái hàm mà trả lại một cái lời hứa, thấy chưa? Chứ không phải là các bạn chạy một cái hàm bất kỳ gì đấy, hàm con x là một cái hàm gì đấy như thế này, xong rồi return x cộng 5, return 10 chẳng hạn, xong các bạn không thể chạy x như thế này xong rồi chấm then được nhé, hoặc xong rồi chấm catch được nhé. Thì cái cú pháp mà chấm then, chấm catch ở đây nó chỉ tác dụng, mình nhắc lại, nó chỉ tác dụng khi mà cái hàm trước cái chữ then, trước cái chữ catch ấy, nó là một hàm trả lại một cái lời hứa, ok, trả lại bất kỳ cái gì khác cũng không được, mà nó bắt buộc phải trả lại một cái lời hứa thì các bạn mới được sử dụng chấm then, chấm catch. Thì có thể bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là nó hơi bị khó hiểu một tí, nhưng mà các bạn hãy tin mình rằng là các bạn sử dụng cái này thì nó còn đỡ hơn là các bạn sử dụng hàm gọi lại, nó rất là rắc rối, được chưa? Thì đây là cú pháp của việc sử dụng promise hay còn gọi là lời hứa. Thì đây sẽ là thành công và đây sẽ là thất bại, lời hứa thất bại, được chưa? Thì đây cũng là đặc điểm mới trong việc lập trình bất đồng bộ trong JavaScript mà sử dụng lời hứa. Để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé, thì là chúng ta sẽ làm cái ví dụ lúc nãy mà chúng ta nói tới, đấy là xin số điện thoại xong rồi sạc pin xong rồi gọi, được chưa? Là chúng ta sẽ sử dụng cái này, nhưng mà đương nhiên là chúng ta sẽ không làm cái cách là lúc nãy mà xấu xí nữa, đây là cái cách mà hai cái hàm gọi lại nó rất là khó viết, nó rất là rắc rối lòng vòng. Chúng ta sẽ sử dụng đấy là lời hứa, và chỗ này chúng ta có hai hành động nên là chắc các bạn cũng có thể đoán được là chúng ta sẽ có hai lời hứa, ok. Thế thì có lẽ là bài sau chúng ta sẽ tiến hành cái này nhỉ, tại vì video cũng hơi dài rồi. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài sau.